chính là Yui. Sao Yui lại đang ở Furano được nhỉ? Không mua gì cả. Yui đi ra khỏi siêu thị và đi bộ lững thững dưới đường. Tôi cứ lặng lặng đi theo sau. Yui đi đến siêu thị, rồi các cửa hàng, xem bệnh viện và sau đó đi đến Ủy ban Nhân dân. Khi Yui đến Ủy ban Nhân dân thì tôi đã hiểu. Phải, Yui đang tìm hiểu cuộc sống quanh đây. Cô ấy đang tìm hiểu nơi mà từ nay cô ấy sẽ sống. Khi Yui đi vào đền, thì tôi càng tin vào suy nghĩ đó của mình.